em Phương Lan, một cô diễn viên có nhiều bốn sóng. Lan quá trời. Về ăn uống á, là Phú làm bao lâu rồi? Tới gần 5 năm. Ồ, 5 năm mình ăn quá trời đồ ăn rồi hả? Em khổ thì em cũng mập. Nếu em nhận quảng cáo thì hiện tại cái kênh em phải báo chi phí bao nhiêu? Ủa em ơi, vậy em mưu sinh bằng cách nào? Ủa em tưởng đến đây em được chia sẻ, được yêu thương, được trải lòng. Tùy cái thái độ của em. Ủa vậy hả? Chết rồi. Thật ra là em bị tự cao. Em có tâm dữ vậy Phú? Thật sự luôn, quá có tâm luôn. Bản thân của em bây giờ là em muốn là bỏ nghề.